Sau một ngày bận rộn, giờ là lúc Hưng tận hưởng món ăn mà mình yêu thích và Hưng chọn Omachi Special. Với sợi mì làm từ khoai tây và đặc biệt gói thịt thật 100%. Vị bò hầm sốt vang. Ngon tuyệt trong tích tắc. Wow, nhìn thật hấp dẫn. Là em, hay Omachi Special. Mì Omachi Special, ngon đặc biệt với thịt thật 100%.